Ngày hôm nay khi mà sư ngày hôm qua chứ khi mà sư nhìn những cái cánh cửa này nè, quý vị biết là cái sự khác biệt giữa những cái cánh cửa này và cái ô tròn hai bên đây nè, nó khác nhau chỗ nào không? À, hay á, rồi con nghĩ được một cái nó quá tuyệt vời. Rồi còn cái nó khác nữa, khác lớn dữ lắm, mà đôi khi mình không nhận ra. Đúng vậy. Quý vị sẽ nhận ra khi mà mình tới thời điểm mình cần vệ sinh đó. À. Ở đây là nó cũng sẽ có bụi vậy, đâu phải đây là bất tịnh vô cấu, không bao giờ có bụi đâu. Đấy. Rồi nó cũng sẽ dơ, sẽ bẩn. Và tới hồi mà mình cần vệ sinh mình mới thấy sự khác biệt. Mấy cánh cửa này cầm đồ mình lao qua cái rẹt là xong chuyện, còn cái này lao lè lưỡi luôn. Mà cô nói một câu quá hay, tức là cái cửa này là nó mở được, cái này mở không được. Mà chính vì cái mở được và cái mở không được nó khác nhau lớn ở chỗ là nó mở được là vệ sinh nó cũng dễ, là nó dễ rồi, cái chuyện vệ sinh nó không là vấn đề. Mà tại vì nó mở không được mà nó lại còn cái khung nữa, cho nên mình vệ sinh là cả một vấn đề. Nhìn thì đương nhiên là đẹp, nhưng mà tới hồi mà mình cần đụng chuyện, mình cần làm việc với nó là nó hết vui nữa rồi. Tại vì quý vị biết là bây giờ kiến nó mới, nó trong, nhưng mà sau này bắt đầu nó bụi, bắt đầu nó dơ là nó là câu chuyện khác. Thì cuộc sống mình cũng vậy đó. Đôi khi á, mình để quá nhiều thứ nó trang trí lên trên mình, nó bao bọc quanh mình á, để rồi á, cần dọn á, nó khó dữ lắm. Quý vị đi đến đây là gọi là thiền viện Kalama, nó có chữ thiền ở trong. Mà xin thưa là nói hơi kỳ với sư, ở đây ồ quá thiệt. Đôi khi kiếm một chỗ mà nó yên để mình ngồi cũng không yên hết. Để mình ngồi tuốt chả, mà cái tiếng ở dưới coi như giống như là sư tử hóng vậy, nó hóng lên ngược nó chả, nó nghe hết. Có nhiều khi chúng ta mang theo quá nhiều thứ, mang theo những thứ ở đời, mang theo những cái phiền não, rồi khi mà vào đây mình ngồi thiền không được. Mà đương nhiên chúng ta là những sinh vật thích vui, ai cũng thích vui hết. Mà nếu như mình không tìm thấy niềm vui ở trong thiền thì tự nhiên là mình sẽ tìm niềm vui ở ngoài thiền. Mình không tìm thấy niềm vui ở trong đạo thì mình sẽ tìm niềm vui ở ngoài đời. Chuyện bình thường. Khi mà quý vị thấy cái chuyện mình ở đây nó không vui thì tự nhiên là mình muốn kiếm xe mình chạy vòng vòng cho nó vui à. Đương nhiên. Mà cái vấn đề là cái mục tiêu của mình là để làm cái gì? Để dọn sạch nội tâm, để làm cho cái tâm nó sạch. Mà muốn sạch thì nó phải dễ vệ sinh, chứ không phải giống như cái cửa này tôi hồi vệ sinh là lè lưỡi. Mình cũng vậy, mình ôm nhiều thứ quá. Khi sư hướng dẫn thiền thì ngày đầu tiên thường lúc nào sư cũng hướng dẫn thiền sinh niệm buông hết, để làm chi? Bỏ đi những cái ưu tư ở đời, những cái trách nhiệm, những cái gánh nặng, những cái suy tư, những cái lo nghĩ ở đời. Anh bỏ được thì tự nhiên anh nhẹ. Mà một khi anh nhẹ rồi, anh thực hành thiền thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Nó giống như là một cái, ví dụ như một cái con chó đi, mà nó bị cột nhiều cục tạ quá thì nó chạy không nổi. Muốn cho nó chạy được thì mình phải cắt dần, cắt càng nhiều nữa càng nhẹ nó chạy càng nhanh. Cắt hết dây là nó coi như là nó chạy là té khối luôn. Mình cũng vậy đó. Mình ôm nhiều thứ quá cho nên là cái chuyện mình dọn tâm nó khó khăn. Tại sao mà có người tu nhanh mà có người tu chậm?
Tại sao có người mà đắc dễ, có người đắc khó? Tại vì cái người mà tu nó chậm là bởi vì phiền não họ nhiều. Tức là nhiều thứ nó buộc trói họ. Nhiều thứ trói quá, giống như bây giờ cái con chó mà nó buộc nhiều thứ quá, nó chạy sao nổi. Hoặc như con bò mà mình cứ cột chỗ này gần địch chỗ kia, nó chui vô bụi đậm, cây cối là nó quấn, nó xiết cái con bò lại. Dùng sao được mà dùng. Cho nên người mà càng có nhiều cái gọi là cái truyền, nhiều cái truyền, truyền càng nhiều, gọi là các cái sự trói buộc càng nhiều, mình tu càng chậm. Mình tu là gì? Tu là bỏ bớt đi, cắt bớt ba cọng dây đi. Đi nó sẽ nhanh. Người mà bớt được những cái phiền não, càng bớt thì mình đi nó càng nhanh. Giống như hai con bò mà một con nào mà nó nhẹ tải hơn thì con đó đi nhanh hơn, đơn giản vậy. Thành ra đó, từ cái chuyện mình nhìn cái kiến thì nghĩ đến cái chuyện mình tu. Mình tu làm sao mà mình bỏ càng nhiều mà nó càng nhẹ. Quý vị biết là sư ước ao một cái chuyện là mình vô mặc dù là khóa lễ đêm ru. Sư không biết quý vị có đi vô các cái trường thiền không? Uổng lên đây Kalama mình đi chơi đi dạo vòng vòng mà mình không có vô trường thiền. Đi vô đi. Đi một vòng, quý vị đi lên, quý vị đi xuống, quý vị sẽ thấy một chuyện đó là có mỗi mình nói, không ai nói hết trơn. Tức là nếu mình đi đâu chắc có mỗi cái đoàn mình ồn nhất, còn ngoài ra thiên hạ ai cũng im lặng chánh niệm, đi không có ồn ào. Thì sư mong mỏi nếu mà quý vị được cứ dừng xe bên ngoài, dừng xe bên ngoài, mình đi bộ từ ngoài vào. Thật sự những cái trường thiền ở đây con đường nó đẹp lắm, đẹp dữ lắm. Có người biết dẫn đường, dẫn đi, mình cứ thế mình đi thôi. Đi bộ, đi từ dưới chân, đi lên trên đầu, đi lên trên cái, nếu mà đi qua Ba Ốc thì đi lên trên cái Simahon, đi bộ lên trên đó. Nó đẹp dữ thần lắm, yên tĩnh. Mình mới biết là một cái thiền viện là nó phải như vậy. Thứ nhất là mình im lặng, mình sẽ hưởng được cái sự im lặng, cái sự hạnh phúc của sự im lặng. Tại vì quý vị biết là cái âm thanh là kẻ thù của thiền định, quý vị biết không? Không lẽ nói ở đây mình kẻ thù nhiều quá. Thì khi đó đi những nơi như vậy, mình về, mình mới giữ được sự im lặng. Chỉ có sự im lặng thì mình mới an trú được, mới hành thiền nổi. Tại sao mà Đức Thế Tôn Ngài nói là Như Lai thấy một cái vị tỷ kheo ngủ gật ở trong rừng, Như Lai vẫn hoan hỷ hơn là thấy một vị tỷ kheo mà hành thiền ở phố thị. Tại vì vị tỷ kheo mà ngủ gật ở trong rừng thì khi vị đó tỉnh dậy thì vị đó có thể tiếp tục hành thiền được. Nhưng mà một vị ở phố thị thì vì đó sẽ bị quấy rầy bởi rất nhiều những tạp sự. Cho nên nếu như chúng ta chịu khó đi thì chúng ta thấy ở nơi đây là một nơi thanh vắng, trên một cái ngọn đồi rất là thanh vắng, rất là yên lặng, thì xin hãy trả sự bình yên cho nơi đây. Đừng đem phú thị vào đây. Mình đem vào đây rồi thì ở đây nó ồn, nó thành cái phố, cho nên nó không còn là thiền viện nữa. Đây cũng là một cái nhược điểm ở Kalama khi mà mình không có nhân sự thường trú. Tại vì nếu như có nhân sự mà thường trú, giống như các thiền viện, ví dụ như là ở Ba Ốc, Mahasi, Sun Lun, các thứ, chúng ta vào thì những vị thường trú đó là cái gương để mình theo. Tức là người ta hành như thế nào, mình vô mình cứ hành như thế thôi. Anh chỉ cần ngó người ta làm sao, anh làm vậy là ok, là ổn hết. Còn khi ở đây không có cái lực lượng như thế,
mình vào đây thì không có người làm mẫu. Ai lăng xăng thì vẫn cứ lăng xăng, mà ai muốn hành thiền thì cũng hành thiền không nổi. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà những vị tổ chức các khóa tu ở đây phải đối mặt, và phải có sự chuẩn bị, sự dự phòng để giải quyết điều đó.